môi trường sống cũng như là cái thực phẩm thì nó bị ô nhiễm, rồi con người ta, tức là cái sự lạc hậu về nhận thức của mình ấy, của nói chung là không nói nhưng mà bỏ của hiện tại của đất nước mình ấy, cái sự nhận thức của dân nếu còn thấp, chính vì thế mà sẽ đẩy những cái bệnh ung thư rất nhiều. Nghĩ là nó cũng như là một căn bệnh bình thường thôi. Khi bắt đầu bị bệnh thì cũng trong lòng mình cũng thấy rằng là hơi sợ một chút. Hay là mình nghĩ là nó cũng như là một căn bệnh bình thường thôi. Mình chuẩn đoán là ở giai đoạn 2B. Tôi bây giờ đang ở giai đoạn 1. Bác sĩ chẩn đoán của tôi mới ở giai đoạn 2A. Trong bản thân không bao giờ nghĩ mình bị ung thư cả. Xuất phát điểm bởi vì mình là người rất khỏe mạnh. Tôi tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh ung thư. Nghiên cứu tất cả mọi cái trên qua mạng, qua tất cả những lượng thông tin cung cấp hàng ngày thì tôi cũng tìm hiểu rất nhiều. Chưa, bởi vì mình không nghĩ đến mình sẽ mắc ra nên mình cũng không tìm hiểu về nó. Đôi lúc là nhiều cái nó cực kỳ khó chịu, cực kỳ ấy, nhưng cố gắng và tôi vẫn phải giữ thái độ vui vẻ. Thời gian đầu là rất mệt mỏi. Thực sự là trong cái tâm trạng của mình là không có gì cáu gắt cả, mình phải hợp tác với nó. Cái sức khỏe của mình bây giờ hồi phục là khá nhanh và bây giờ đang khá tốt. Sức khỏe hiện tại của tôi thì nói chung giờ nó cũng thấy ổn rồi. Đến bây giờ thì tôi thấy cảm thấy sức khỏe cũng gần như là 70-80% trở lại bình thường. Với phụ nữ thì mình thực sự là mình nghĩ rằng là mọi người lên đi khám sức khỏe chuyên sâu và định kỳ hơn. Những người chưa mắc bệnh ung thư hay là chưa đi khám phát hiện ra bệnh ung thư, mình sống lành mạnh. Từ sinh hoạt ăn uống các thứ thì là sẽ tránh được. Tôi có lời khuyên mọi người nên quan tâm sức khỏe của mình. Nhất là phải bỏ cái thói quen là không chịu đi khám, không chịu đi khám bệnh trước khi, tức là giả soát tất cả những cái để khám bệnh định kỳ cho bản thân.